Tối mùng 3 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Từ Sơn, Phòng PC02 Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ hai nghi phạm giết người xảy ra vào tối mùng 2 tháng 8 trên địa bàn. Trước đó, đêm mùng 2 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo xảy ra án mạng tại cửa hàng thu mua phế liệu ở khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn. Nạn nhân là người phụ nữ sinh năm 1957, trú huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, chủ cửa hàng phế liệu trên. Vào cuộc điều tra, hai nghi phạm được xác định là Lê Hữu Hiệu sinh năm 2006, trú xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và Vàng Văn Nghị sinh năm 2006, trú xã Nậm Manh, huyện Nam Nhùn, tỉnh Lai Châu. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên xe khách di chuyển đến địa bàn tỉnh Lai Châu để lẩn trốn. Hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Hữu Hiệu và Vàng Văn Nghị thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên hai đối tượng đã lên kế hoạch cướp tài sản. Khi đến địa bàn phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, thấy gia đình nạn nhân làm nghề mua bán phế liệu có nhiều tài sản nên đã bàn bạc lên kế hoạch với mục đích giết người cướp tài sản. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.